Trong ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục được chứng kiến hai cặp đấu thuộc khuôn khổ là vòng chung kết U19 ở khu vực Đông Nam Á, đúng không ạ? Và trận cầu giữa đội tuyển Lào với cả đội tuyển Úc thì cũng đã khép lại rồi. Tỷ số thì cũng đã là 6-0 dành cho đội tuyển Úc. Qua đó thì anh em chúng ta cũng đã quá là rực rỡ với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã lên cho anh em trong video, đúng không ạ? Còn vào lúc là 19:30 tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục được chứng kiến một cặp đấu nữa. Cặp đấu vô cùng là quan trọng khi mà U19 Việt Nam của chúng ta sẽ có cuộc chạm trán với U19 Myanmar. Trận đấu này thì Tôn cũng đã đưa ra cho anh em rất nhiều những cái thông tin bổ ích và góc nhận định rất là chính xác rồi. Anh em nào mà chưa có những cái mã kèo chơi chất lượng, anh em chưa có những cái thông tin tối ưu về cái trận đấu này thì các bạn có thể ghé qua kênh chính của mình, anh em link vào cái video gần nhất để các bạn tham khảo những cái kèo đấu mà Tôn cũng đã lên cho anh em các bạn nhé. Như anh em cũng đã biết đúng không ạ, thì tại cái giải U19 khu vực Đông Nam Á, Tôn cũng đã lên hai video về ba cặp đấu. Thì hai cặp đấu chúng ta cũng đã quá là tưng bừng rồi, đúng không ạ? Đây, anh em có thể trở vào để các bạn có thể thấy được là Tôn cũng đã lên cho anh em những cái mã kèo nó chất lượng như thế nào. Ngày hôm qua thì Tôn cũng đã lên cho anh em một cặp đấu, cặp đấu giữa Indonesia với cả Philippines. Ở cái cặp đấu này thì Tôn cũng đã cho anh em đầu tư vào cái mã kèo đó là Indonesia chấp 1/4 bóng hiệp 1 với điểm ăn là 0.91 và tài cả trận 3.5, đúng không ạ? Khép lại trận đấu này thì Indonesia cũng đã đánh bại Philippines với kết quả lên đến là 6-0. Thì anh em chúng ta cũng đã quá là rực rỡ rồi, đúng không ạ? Với những cái mã kèo mà anh em cũng đã ăn được trong video cũng như là trong nhóm của Tôn, thì Tôn cũng xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý vị và các bạn. Các bạn cũng đã có được những cái đồng lãi khi mà tham gia đầu tư cùng với Tôn rồi. Và đây, như các bạn có thể thấy ở cái video mới nhất khi mà Tôn làm ngày hôm qua, đó là trận cầu giữa U19 Việt Nam với U19 Myanmar, U19 Lào với U19 Úc, thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em hai kèo chơi các bạn ạ. Ở trận cầu giữa U19 Lào với U19 Úc thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em là các bạn nên đi vào cái mã kèo đó là tài trận 3.25 với điểm ăn là 0.74 khi mà thời điểm Tôn làm video. Còn đến sát giờ bóng lăn thì cái mức kèo tài xỉu nó cũng đẩy lên ở cái mức là 3.75 cũng như là cái mức 4 hòa. Thì trong nhóm Tôn cũng đã cho anh em đi vào cái mã kèo đó là tài trận. Thì anh em cũng đã quá là rực rỡ rồi, phải không ạ? Còn ở trận cầu giữa Việt Nam với Myanmar thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em là chúng ta lên đầu tư vào đội tuyển Việt Nam được chấp 1.5 bóng toàn trận. Và trận cầu này thì cũng chỉ còn khoảng hơn một tiếng nữa thì sẽ được diễn ra thôi, anh em ạ. Lúc này đây thì đội ngũ của chúng tôi vẫn đang tổng hợp tất cả những thông tin tối ưu nhất về trận cầu giữa Việt Nam với cả Myanmar. Anh em nào mà chưa có những thông tin bổ ích, anh em chưa có những cái mã kèo chất lượng thì các bạn hãy kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348196760 để các bạn sẽ nhận về cho mình những cái sự tham vấn tốt nhất cũng như là vào nhóm đồng hành cùng với những chuyên gia của chúng tôi các bạn nhé. Còn ở tại cái video này ngày hôm nay thì chúng ta tạm rời xa cái đấu trường đó là U19 khu vực Đông Nam Á. Chúng ta sẽ đến với đấu trường đó là U19 châu Âu các bạn ạ. Trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là buổi rạng sáng ngày mai và buổi tối ngày mai thì người hâm mộ sẽ được chứng kiến tổng cộng 4 cặp đấu trong cái khuôn khổ là U19 Euro châu Âu các bạn nhé. Trận cầu đầu tiên thuộc khuôn khổ là vòng thứ 2 sẽ được diễn ra vào lúc là 21:30 tối ngày hôm nay khi mà Malawi sẽ có cuộc chạm trán với Ukraine. Trận cầu thứ 2 thì được diễn ra vào lúc 01:00 rạng sáng ngày mai ngày 19 tháng 7 khi mà Bắc Ireland sẽ có cuộc chạm trán với cả đội tuyển Ý. Trận cầu thứ 3 được diễn ra vào lúc 21:00 tối ngày mai ngày 19 tháng 7 khi mà đội tuyển Đan Mạch sẽ có cuộc chạm trán với cả đội tuyển Pháp. Và trận đấu cuối cùng được diễn ra vào lúc 01:00 ngày 20 tháng 7 các bạn nhé, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cuộc chạm trán với cả Tây Ban Nha. 4 cặp đấu này thì Tôn không thể nào mà lên tất cả những video nhận định cho anh em được. Lúc này thì cũng đã muộn rồi, vì thế hai cặp đấu sớm là cặp đấu giữa Malawi với cả Ukraine, Bắc Ireland với cả Ý thì Tôn sẽ không lên video nữa. Còn ở video này thì Tôn sẽ tổng hợp ở hai cặp đấu, đó là cặp đấu giữa U19 Đan Mạch với U19 Pháp và U19 Thổ Nhĩ Kỳ cùng với cả U19 Tây Ban Nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trận cầu giữa Đan Mạch với cả Pháp được diễn ra vào lúc 21:30 tối ngày mai ngày 19 tháng 7 các bạn nhé. Nhìn vào bảng xếp hạng lúc này
thì chúng ta có thể thấy được là đội tuyển Pháp đang là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng, khi mà họ cũng đã giành được chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ với kết quả là 2-1. Qua đó thì họ cũng đã có 3 điểm tuyệt đối cho mình. Đội xếp thứ hai đó là U19 Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì cũng đã đánh bại được U19 Đan Mạch với kết quả là 2-1. Qua đó thì họ cũng đã có được 3 điểm trọn vẹn. Đội xếp thứ 3 ở bảng đấu này đó là đội tuyển Đan Mạch các bạn nhé. Đan Mạch cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn chưa có điểm số nào cho mình, khi mà ở trận ra quân họ đều thất bại trước Pháp cũng như là Tây Ban Nha. Nhìn vào cái bảng đấu này thì rõ ràng là cái ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp là Pháp cùng với cả Tây Ban Nha rồi. Không có điều gì phải nghi kỵ cho Pháp với cả Tây Ban Nha nữa. Nếu tính ở cái cấp độ lứa tuổi U19 thì đội tuyển Pháp cũng như là đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang là những cái ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của cái kỳ Euro U19 2024 này các bạn ạ. Còn trên đây là cái thành tích phong độ của cả hai đội bóng trong quá khứ các bạn ạ. Ở cái năm 2024 này thì chúng ta có thể thấy được là đội tuyển Đan Mạch họ cũng đã có 5 cuộc đụng độ với tất cả những đối thủ. 3 cuộc đụng độ thuộc khuôn khổ là vòng loại Euro 2024, 1 trận đấu thuộc khuôn khổ là giao hữu và 1 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng của Euro 2024 các bạn nhé. Nhìn vào cái phong độ của đội tuyển Đan Mạch trong cái năm 2024 này thì chúng ta có thể thấy được Đan Mạch họ cũng đang có một cái phong độ khá là ok các bạn ạ. Khi mà họ cũng đã có được cho mình lên tới là 5 ca khúc khải hoàn liên tiếp. Họ cũng đã đánh bại tất cả những đối thủ gồm có là Serbia với kết quả là 3-1. Họ cũng đã đánh bại đội tuyển Hy Lạp với kết quả là 2-1. Họ đánh bại Bồ Đào Nha với kết quả là 2-0. Và họ cũng đã đánh bại đội tuyển Đức trong cái khuôn khổ là trận giao hữu được diễn ra vào ngày 22 tháng 5 vừa qua với kết quả lên đến tận là 5-1 các bạn ạ. Đó là những chiến thắng gần nhất của U19 đội tuyển Đan Mạch. Còn bước vào cái vòng bảng của kỳ Euro 2024 này thì Đan Mạch họ cũng đã gặp phải một đối thủ quá là mạnh, đó chính là U19 Tây Ban Nha. U19 Tây Ban Nha thì đang có một cái phong độ rất là cao, khi mà họ biết được rằng những đàn anh của họ trong cái kỳ Euro năm 2024 vừa rồi thì Tây Ban Nha cũng là nhà đương kim vô địch. Và Tây Ban Nha cũng là đội bóng phá vỡ tất cả những kỷ lục trên toàn thế giới các bạn ạ. Họ là đội bóng cũng đã có 6 chiến thắng liên tiếp tại cái kỳ Euro 2024. Và Tây Ban Nha cũng sở hữu một cầu thủ trẻ nhất tính từ trước đến nay, đó chính là Zaman, có được một bàn thắng tại cái kỳ Euro 2024. Và anh cũng là người kiến tạo xuất sắc nhất của cái giải đấu này, đúng không ạ? Với một cái tinh thần thăng hoa của đội tuyển Tây Ban Nha thì ở cái trận ra quân vừa rồi họ cũng đã đánh bại Đan Mạch với kết quả là 2-1 các bạn nhé. Nói chung là Đan Mạch gặp phải Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại mà họ nhận về cho mình một cái trận thua tối thiểu là cách biệt một bàn như thế này thì hoàn toàn là có thể chấp nhận được so với cả Đan Mạch các bạn ạ. Trong khi đó thì trên đây là cái thành tích phong độ của đội tuyển Pháp các bạn ạ. Ở năm 2024 này thì U19 đội tuyển Pháp cũng đã có được cho mình 5 trận đấu thuộc cái vòng loại Euro cũng như là vòng bảng và những cái trận đấu giao hữu các bạn nhé. Ở 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển Pháp thì Pháp cũng mới chỉ nhận về cho mình có một thất bại thôi. Đó là thất bại thuộc khuôn khổ là vòng bảng khi mà U19 Pháp để thua U19 ở Lithuania với kết quả là 0-2. Tuy nhiên thì cái thất bại này hoàn toàn có thể chấp nhận được cho U19 đội tuyển Pháp khi mà họ cũng đã chắc chắn có tấm vé đi tiếp rồi. Một trận đấu vô tưởng vô phạt và U19 Pháp họ cũng không quá chú trọng đến cái trận đấu này, nên là chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm được cho đội tuyển Pháp ở cái trận thua với kết quả là 0-2. 4 trận đấu còn lại thì đội tuyển Pháp cũng đã có được cho mình lên tới là 3 chiến thắng và cũng chỉ hòa có một trận duy nhất trong vòng 90 phút thi đấu chính thức mà thôi. Đó là trận hòa trước đội tuyển Uzbekistan các bạn ạ, với kết quả là 1-1. Và phải sang hiệp phụ thì Pháp mới đánh bại được Uzbekistan các bạn nhé. 3 trận đấu còn lại thì Pháp cũng đã đánh bại những ứng cử viên sáng giá, ví dụ như là U19 Hà Lan với kết quả là 1-0. Họ cũng đã đánh bại là U19 Uzbekistan với kết quả là 3-0. Và mới đây nhất trong cái vòng bảng thuộc cái ngày ra quân thì đội tuyển Pháp cũng đã tiếp tục đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với kết quả là 2-1 các bạn ạ. Nếu như đội tuyển Pháp duy trì một cái phong độ như thế này thì rõ ràng trận cầu tới đây họ hoàn toàn có thể đánh bại được đội tuyển Đan Mạch. Tuy nhiên để làm được cái điều này cũng không phải là một cái vấn đề đơn giản các bạn ạ.
khi mà nhìn vào cái thành tích đối đầu trong quá khứ của đôi bên thì chúng ta có thể thấy được là cả đôi bên vẫn đang bất phân thắng bại trong 5 trận đấu gần nhất các bạn nhé. Tính từ năm 2013 trở lại đây các bạn ạ. Ở năm 2013 là cái trận đấu xa nhất, khi cái cấp độ U19 họ chạm trán với nhau thì cũng hòa với nhau với kết quả là 1-1 các bạn ạ. Và ở năm 2015 cũng như là 2016 thì đôi bên cũng đã từng chạm trán với nhau. Và ở hai trận đấu này thì Pháp đều đánh bại Đan Mạch với những cái kết quả như là 4-0 này và 2-0 các bạn ạ. Tuy nhiên thì hai trận đấu mới nhất cũng tại cái khuôn khổ là U19 Euro châu Âu thì chúng ta có thể thấy được là Đan Mạch họ cũng đã có được những cái trận đấu khởi sắc trước U19 đội tuyển Pháp các bạn ạ. Ở cái năm 2019 cũng tại cái đấu trường Euro thì U19 Đan Mạch cũng đã đánh bại U19 Pháp với kết quả là 1-0 chung cuộc các bạn ạ. Và mới đây nhất là năm 2023, cái mùa giải trước, thì U19 Đan Mạch cũng đã đánh bại U19 Pháp với kết quả là 2-1 các bạn ạ. Xét về cái thành tích mới đây nhất thì rõ ràng Đan Mạch mới là kênh uy tín để cho các bạn có thể hướng đến trong trận cầu tới đây. Bóng đá Đan Mạch thì chúng ta biết rồi, họ có sự lì lợm đúng không ạ? Tại sao mà người ta đặt cho Đan Mạch một cái biệt danh là những chú linh chỉ đúng không ạ? Cái sự lì lợm của Đan Mạch thì họ cũng đã thể hiện rất chi là rõ ràng trong cái trận đấu vừa rồi khi chạm trán với cả Tây Ban Nha rồi. Và trận cầu tới đây khi mà họ chạm trán với đội tuyển Pháp thì rõ ràng đây sẽ là một trận cầu khó khăn mà Đan Mạch sẽ dành tặng cho Pháp. Và rất có thể là Đan Mạch họ sẽ đánh bại Pháp trong trận cầu này, theo như tính toán của chúng tôi các bạn nhé. Ok, với những cái thông tin mà chúng tôi cũng đã cung cấp cho anh em ở cái cặp đấu này thì trên đây là những cái mã kèo mà đội ngũ của chúng tôi cũng đã chắt lọc ra để dành tặng cho toàn thể quý vị và các bạn. Ở trận cầu đầu tiên là trận cầu giữa U19 Đan Mạch với U19 Pháp thì chúng tôi cũng đã thanh lọc ra được hai mã kèo để dành tặng cho anh em ở thời điểm hiện tại rồi. Mã kèo đầu tiên mà chúng tôi hướng đến cho anh em trong trận cầu này đó là các bạn nên đầu tư vào cái mã kèo đó là đội tuyển Đan Mạch được chấp 0.5 bóng cả trận với điểm ăn rất là cao luôn. Cái mã kèo này chúng ta ăn đủ luôn các bạn nhé. Cùng với đó thì các bạn cũng có thể đầu tư cho Tôn vào cái mã kèo đó là tài trận 2/3/4 với điểm ăn là 0.85, cũng là một cái mã kèo sáng để chúng ta đầu tư mang về cho mình những cái nguồn lợi nhuận. Còn ở trận cầu thứ hai là trận cầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ với cả Tây Ban Nha, Tôn cũng đã chia sẻ cho anh em biết rồi đúng không ạ? Ở Tây Ban Nha lúc này họ đang có một cái động lực rất là lớn, khi mà chắc chắn U19 ở Tây Ban Nha họ sẽ phải cố gắng có được cái thành tích ở cái đấu trường này để tiếp lối của những đàn anh đã vô địch tại cái Euro 2024 này đúng không ạ? Chính vì thế mà các bạn có thể đầu tư cho Tôn vào cái mã kèo đó là U19 Tây Ban Nha chấp 1 hòa, cũng là một cái mã kèo rất là sáng để anh em đầu tư mang về cho mình những cái nguồn lợi nhuận các bạn nhé. Rồi ok, như vậy là cái video này Tôn cũng đã hoàn thiện xong rồi. Những cái điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết, kèo thì Tôn cũng đã tham vấn xong cho anh em. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này thì Tôn hy vọng là anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về cho mình thật nhiều những cái đồng lãi. Tuy nhiên thì Tôn vẫn phải nhắc lại với toàn thể quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại khi chúng tôi làm video thì vẫn còn hơn một ngày nữa thì hai cặp đấu này mới được diễn ra. Chính vì thế những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì nó cũng chỉ dừng ở cái mức độ tham khảo mà thôi. Và ở thời điểm này những cái mã kèo này nó cũng chưa được ổn định. Rất có thể là ngày mai hoặc là sát giờ bóng lăn, những cái mã kèo này nó sẽ còn dao động. Chính vì thế mà khi sát giờ bóng lăn rồi, khi mà các bạn cũng đã có được tất cả những cái thông tin trong tay rồi, có được đội hình ra sân chính thức trong tay rồi mà các bạn vẫn còn lăn tăn về những cái mã kèo cược, ở thời điểm đó thì các bạn có thể kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348196760 các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho anh em chúng ta sẽ có được cái sự đầu tư hiệu quả, mang về cho mình những cái đồng lãi ở những trận cầu mà các bạn quan tâm.